Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Minh Thông, 21 tuổi, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, 9 năm tù về tội giết người. Nguyễn Phi Thành, 21 tuổi, Phạm Minh Hải, 32 tuổi, Nguyễn Tiến Duật, 18 tuổi, cùng ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, từ 9 tháng đến 1 năm 3 tháng tù, cùng tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, chiều ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại một tiệm cắt tóc, người yêu của Thông là Hoàng Thị Yến, 17 tuổi, ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, dành đến lượt phục vụ với Nguyễn Thị Vi, 22 tuổi, ở thành phố Quảng Ngãi, là bạn gái của Hải. Sau đó, người yêu của hai cô gái này cùng các đồng bọn của nhau là Duật, Thành và Nguyễn Ý, 21 tuổi, ở quận Thanh Khê, đã kéo đến quyết chiến với nhau. Trong lúc hỗn chiến, Thông dùng dao đâm Ý khiến Ý chết trên đường đi cấp cứu. Thông đã ra đầu thú sau đó.